Đây, alo, alo, vâng, kính thưa quý anh chị ạ, chương trình đơn hội viên đi ra soát có chủ đề pháp luật hợp đồng cho công ty phần mềm và dịch vụ cho công ty sẽ diễn ra trong ít phút nữa, và kính mong quý anh chị sẽ ổn định chỗ ngồi, hạn chế di chuyển trong thời gian xem chương trình và chuyển điện thoại trong chế độ im lặng để chương trình diễn ra tốt đẹp. Xin mời mọi người.
Vâng, lời đầu tiên thì thay mặt ban tổ chức em xin chân thành gửi và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã quan tâm và đăng ký trong chương trình ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho buổi giao lưu Visa Xa Thoát ngày hôm nay thì quý anh chị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn gửi lời cảm ơn đến Sally Cookie đã giành được địa điểm đúng không ạ? Và Visa Xa cảm thấy rất là biết ơn khi mà có góp một đông đủ của tất cả anh chị và vâng, xin chân thành cảm ơn các anh chị. Các cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, hợp đồng và trao đổi giữa các bên hợp tác luôn là một trong những cái vấn đề thu hút sự quan tâm lớn đến từ các chủ doanh nghiệp. Và với mong muốn chia sẻ cung cấp các cái thông tin về các tiến trình và các hợp đồng cho doanh nghiệp trong và ngoài hội viên thì Vinasa đã tổ chức chương trình Vinasa Talk hợp đồng cho công ty phần mềm và công ty Việt Nam. Về chương trình giao lưu hội viên ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo của Vinasa thì có anh Lâm Văn Nam, Phó Chủ tịch Vinasa. Và dạ vâng, bên cạnh em ngày hôm nay là chị Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Chủ tịch Vinasa. Và cùng với đó là sự hiện diện của quý lãnh đạo đến từ các công ty trong và ngoài hội viên của Vinasa. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị ạ. Để bắt đầu chương trình hôm nay thì em xin trân trọng kính mời chị Giang sẽ có đôi lời chia sẻ về chương trình hoạt động của Vinasa 2024. À, xin chào quý vị. Vâng, trước tiên xin gửi lời chào tất cả các anh chị lãnh đạo từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia Alo, giám alo, đốc lãnh đạo thấy rằng là đây là về vấn đề alo, mà ban đầu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ tính đấy là khoảng chín năm bốn năm mươi người tham gia thôi, nhưng mà về sau đấy thì cái số lượng đăng ký đấy là lên rất là nhiều và các bạn cũng không có đóng lại kịp cái phần mà cổng đăng ký, thành ra là rất là mong các anh chị thông cảm với cái số lượng là hơi đông. Chúng ta sẽ có hôm nay gọi là ngồi chờ một chút các cái đồ uống thì các bạn ở bên có các cái sẽ mang lên cho các chị Alo. trong cái chương trình ngày hôm nay thì Nói ở đây chúng tôi có chia sẻ để có mời thì anh Phương Nam thì là người bạn vừa là lãnh đạo thành viên của Vinasa, đồng thời cũng là người mà có khá là nhiều các cái va chạm liên quan đến phần về hợp đồng cho các doanh nghiệp phần mềm thì anh Nam sẽ có phần chia sẻ, và sau phần chia sẻ thì chúng ta có thể sẽ có những cái phần thảo luận để có thể giải đáp hoặc là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của công ty mình cũng là có những cái va chạm để chúng ta cùng nhau có thêm những cái kiến thức hoặc là có thêm những cái kinh nghiệm để mà làm hoạt động phục vụ cho các công việc trực tiếp của các anh chị. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi cũng sẽ xin chia sẻ một vài các cái hoạt động của Vinasa ở trong năm. Thì trong năm 2024 xưa này họp hội nghị chiến lược Vinasa đầu năm vào tháng 1 qua, Vinasa có định hướng về cái định hướng lớn với cái slogan của hoạt động của năm đấy là chuyển đổi số, chuyển đổi số xanh kết nối toàn cầu. Thì ở trong đó cũng có lên rất là rõ các cái hoạt động mà Vinasa đang thúc đẩy trong năm nay đấy là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với rất là nhiều các cái hoạt động thì ở trên cái trên bàn trước mặt anh chị đây có cái tờ, đây có cái mã QR code thì ở đây xin thông tin thêm thôi. Sẽ có những cái mã nói về các hoạt động trọng tâm của Vinasa trong năm, có các phần mà đăng ký câu lạc bộ về pháp lý, có nghĩa là sau cái buổi ngày hôm nay các doanh nghiệp tham gia, đây đại diện các doanh nghiệp tham gia thì cho thấy rằng là cái mối quan tâm khá là nhiều liên quan đến vấn đề về pháp lý, thì Vinasa cũng có cái suy nghĩ rằng là liệu có cần thiết phải tổ chức thành lập một cái câu lạc bộ pháp lý để dành cho các cán bộ mà phụ trách các cái mảng liên quan của các doanh nghiệp viên cùng tham gia vào và cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm hay không. Thì ở đây có đưa ra luôn có một cái mã QR code ở đây để
các doanh nghiệp chúng ta quan tâm thì có thể là scan QR code đấy và đăng ký vào cái câu lạc bộ này. Thì hiện nay đã có ở cả thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có các doanh nghiệp đăng ký vào rồi, còn bên ngoài Bắc thì chúng ta cũng sẽ, nếu có doanh nghiệp nào quan tâm thì sẽ đăng ký ở đây. Và thế trên thực tế đấy thì chúng ta sẽ chia sẻ thông tin thảo luận ở trên các cái group chat sẽ là thường xuyên, hoặc là thỉnh thoảng câu lạc bộ sẽ có những cái hoạt động liên quan chia sẻ các cái thông tin liên quan đến hay là thảo luận liên quan đến vấn đề về pháp lý từ các doanh nghiệp. Đấy là nói chung qua với lại ok như các hoạt động của câu lạc bộ pháp lý. Ngoài cái phần đó ra thì có thêm cái QR code để các doanh nghiệp nếu quan tâm thì có thể là tham gia đăng ký tham gia của ban công nghiệp bán dẫn Việt Nam và câu lạc bộ của CTO, CIO, CEO, CXO. Chúng tôi biết tắt cái đấy là CTO, là bao gồm có CIO này, CTO này, CEO và CXO. Đấy là biết tắt là cái gì cũng đó. Thì ở đây là các cái để gọi là các doanh nghiệp nếu quan tâm thì có thể đăng ký để tham gia. Thế còn nói thêm một chút đấy về các hoạt động trọng tâm của trong năm. Hoạt động trọng tâm trong năm của NASA thì hiện nay thì các anh chị thì chắc là biết đã là có rồi. Hiện nay trong hệ thống giải thưởng bốn giải thưởng là giải thưởng Sao Khuê và thành viên cho các sản phẩm giải pháp nền tảng công nghệ thông tin của Việt Nam, và chúng tôi promote đấy là Việt Nam Excellent, có nghĩa là nếu mà doanh nghiệp mà có sản phẩm tảng thì mát Excellent nó khá là giống với lại cái Taiwan Excellent. Cái giải thưởng thứ hai là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp, và chúng tôi thì bởi vì là theo và có cái lựa chọn theo các cái ngành nghề các cái lĩnh vực khác nhau của cái lĩnh vực hoạt động của ngành này thì gọi là chương trình top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Thì top 10 doanh nghiệp công nghệ số thì sẽ chia ra làm rất là nhiều lĩnh vực. Năm nay thì đã cơ cấu lại các cái bản lĩnh thành phần và chia ra để cho các cái doanh nghiệp làm trong lĩnh vực về thị trường nước ngoài, thị trường global. Và cái mảng thứ hai đấy là dành cho các cái doanh nghiệp đấy làm về B2B, B2C, B2C, vân vân, và các cái doanh nghiệp startup tại cái công nghệ, cái doanh nghiệp cái chương trình đó đang sửa chỉnh ra đấy để cho các doanh nghiệp quan tâm để tham gia. Và khi mà tham gia xong một chương trình thì anh chị thì doanh nghiệp này không có phải đóng tiền tài qua hội đồng phân tích tiền qua hội đồng. Khi nào các anh chị đã được lựa chọn vào trong top 10 rồi thì tôi sẽ in các cái ấn phẩm top 10 tiền cho phát triển thông tin. Tôi sẽ gửi cho tất cả các bên. Trong lúc đấy có khoảng trên 5.000 các cái doanh nghiệp quan tổ chức nước ngoài đấy, thì qua cái mạng lưới hoạt động hợp tác quốc tế của Vinasa đấy đến khoảng 100 quốc gia rồi. Thông qua các cái chương trình hiệp hội công nghệ thông tin, các hiệp hội doanh nghiệp và các cái cơ quan kiến thương mại hợp tác của các nước. Hiện nay trong cái mạng lưới hợp tác của chúng ta là ngay sắp tới ba thông minh tương tự như là không quên, nhưng mà này trao cho các sản phẩm, nhưng mà lại có combo nữa là trao cho cả các tỉnh thành phố và các sở ngành. Như vậy đấy là khách hàng của các doanh nghiệp, nếu như bà có tham gia ví dụ như là các anh chỉ cung cấp đấy cho các cái sở ngành đấy, là liên quan đến ví dụ là đào tạo thì có thể đấy là cái họ đấy là có tin thêm cho họ để họ có thể tham gia thì là xong cái mà trao cho cái sản phẩm từ cái cục một ba không
là thưởng sáng tạo tương lai như này là phần kho các cái dự án khởi nghiệp của sáng tạo và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học. Thì nó có một dành cho ba cái đối tượng và các cái giải thưởng dành cho các đề án các dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên. Thứ hai đấy là dành cho các cái sản phẩm và doanh nghiệp của chúng ta, nếu mà ví dụ các anh chị mà có cái nhu cầu phát triển cái sản phẩm nào đó, nếu mà để mà thành lập team rồi tuyển người vào rồi là để mà làm phát triển cái sản phẩm đó hoặc là cái nhu cầu đó, thì có thể là sẽ mất nhiều thời gian và hơn thì anh chị có thể đưa ra các cái mặt hàng và các trường đại học, các thầy và các sinh viên ở các trường họ có thể là sẽ nhận cái họ thấy là quan tâm đến cái ý tưởng đấy, thì họ có thể là đăng ký phát triển và công ty của chúng ta với anh chị sẽ cử người để làm mentor cho cái dự án đấy luôn trực tiếp, có thể là trao đúng cái ý đang muốn như vậy đấy là nếu như mà các anh chị thấy sau khi họ hoàn thành thuyết trình như thế mà thấy là ok, anh chị có thể là quyết định trao giải cho người ta và có thể quyết định cái việc là tuyển luôn cái nhóm đấy về để làm, hoặc là có thể quyết định là đầu tư vào để cho cái nhóm đấy tiếp tục phát triển lên để thành cái sản phẩm đấy để có thể ghép vào trong hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp của mình, thì cái đó nó sẽ là đem lại cái lợi ích cho cả doanh nghiệp và các cái trường đại học nữa. Và cái nhóm thứ ba đấy là nhóm các cái đề án nghiên cứu phát triển IP từ các trường đại học và mong muốn thương mại hóa, thì cái đó đấy là đó là cái các trường họ có rất là nhiều các cái dự án nghiên cứu và phát triển IP và cái phần mà thương mại hóa của họ đấy hiện nay thì họ cũng sau yếu để rất là lãng phí, thì nếu mà doanh nghiệp có thương mại hóa còn ngoài ra nữa thì có cái hai cái sự kiện sắp tới tổ chức ở trong Hồ Chí Minh bao gồm vào tháng 5 này cái tại Hà Nội thì sẽ có hai chương trình lớn là chương trình sắp tới sẽ tháng năm cái 28 tháng 5 thì sẽ có cái Việt Nam Asian Summit này kinh nghiệm trong việc đào tạo công nghệ hay học được thì tin như vậy đấy để anh cần thiết. Còn bây giờ thì cũng mất khá nhiều thời gian rồi thì kết thúc cái phần phát biểu chia sẻ về các nghe không được nghe bạn cần phải nói to hơn to hơn nhá. Cái chủ đề này là chủ đề mà đây khoảng 2 tuần
tôi có làm được cái sản phẩm cuối cùng nhất thì một anh cũng biết là nghe là họ bây giờ em muốn đưa điều khoản cơn phun cho rất là vào cho nó thế nào và lúc đấy thì bọn tôi chuẩn nhớ ra cái món này cái món thật ra mình là vẫn tin là mình yếu yếu cái bài này thì tôi nhớ cô bé con nữ à là nó con nữa luôn nhiều bạn của nó muốn nó ít rồi nhưng mà còn chỉ phát ra nữa chết nó chỉ đâu ấy to hơn không em nói to nữa thì lúc sau rồi nó bé này nói thêm tóm lại thế này nhé, tóm lại là món pháp lý này em nghe chủ yếu cả thì bài này là do cô bé là chế tìm tôi cố bảo cô bạn cố là chuẩn bị một cái khúc bây giờ cái tên của cô ở đây cái đôi hôm nay như là đã thông báo anh em phải không giống ở Sài Gòn đâu Sài Gòn chưa ra cái món này sau khi làm xong việc ở Sài Gòn thì có thể là có ba vấn đề này chắc là anh em quan tâm một cái trình tự của rà soát hợp đồng thương mại và cái phòng rủi ro hai là phương pháp được triển khai dự án và để làm gì để kiểm soát được dòng tiền để lấy được tiền khách hàng và ba là làm gì khi đi kiện đi kiện ở đây là có ai phải có công ty nào các bạn đưa tay được không được không cứ hỏi các bạn đi chưa ai đi kiện nào ngay bên anh kiện nào được chưa thực ra là người ta bảo là cái gì đấy là vô thúc mình đen lắm chứ phải ra ngoài mà thường những công ty khi mà gặp rắc rối với khách hàng thì thường tìm cách giải quyết ở ngoài tòa trong cái đồng nào cũng ghi là nếu bước đầu thì hai bên bàn bạc tìm cách giải quyết thì không giải quyết được thì dắt nhau ra tòa mà thật ra là nói ta nói lúc đầu cũng là nói đến chuyện phải nhờ các bạn lên cho nên là mình đừng có ngại ra quả tất nhiên nếu mà mình bị chuyện của mình sai thì biết là sai chỉ số thì cách rồi tuy nhiên mà nếu mà mình chuẩn bị thay đổi là không không thì mình có sợ vậy hợp đồng phần mềm chắc chắn phải rồi các bạn đây chị các bạn mà có tính cao nữa sao mà các bạn có khả năng về trên 80% cho nên là trên 80% coi như chắc chắn rồi bây giờ mình mua vé số thì mình chung 80% thôi tôi chắc chắn là mình nào cũng xuống sắc hợp đồng nhé hợp đồng về chắc chắn tại sao nó chắc chắn về tại vì cái sự giá phần mềm chắc chắn về bạn biết là phần mềm đây lẽ ra thì nếu mà quản lý tuyên chữa thì tôi sẽ đi mời cả các bạn quản lý dự án các bạn đã cao hơn chưa đi làm việc với khách hàng những người mà lên lên phục vụ việc hay là viết hồ sơ thầu hay là thương lượng nội dung làm việc với khách hàng cũng phải tham gia tìm hiểu nội dung này nếu bây giờ thì các bạn đó không có ở đây thì xin nhờ các bạn cung cấp pháp chế và những dòng cỏ các bạn cung cấp tài chính và các cái bước đi là chuyển nên chuyển đạt các bạn những bạn đó các chuyên môn đó hiểu được tôi biết là phần mềm giá phần mềm bạn chỉ cần lên internet lên Google trang câu thôi software project player range đã ra hàng chục thông tin đã là đã về mà không học thì cũng gọi là không học đấy học nghĩa là gì một nhà có ba chiều thứ nhất là thời gian thứ hai là phạm vi thứ ba là ngân sách một dự án mình xuống tay một xíu với khách hàng cả ba chiều mới được gì cả chỉ cần một chiều trong số đó hoặc là thời gian hoặc là ngân sách hoặc là phạm vi có thay đổi thì cái dự án bắt đầu của mình thảo luận chính vì thế mới nói là đã làm về dự án đã về vì quản lý
cái quản trị dự án sai, nó tuột ra ngoài cái nào giác phải không? Ý là cái hợp đồng của mình phải xem lại. Cho nên đã là một vấn đề, có thể hỏi chắc là vấn đề. Rất may nếu chúng ta chỉ rất may mắn thì mình sẽ có hợp đồng không bền là ký thế nào để nó được thu cái gì đúng thời gian, đúng phạm vi, đúng phân cấp. Còn trong chuyên gia hợp đồng một ba mươi phần trăm vì thế trong cái gọi là tập quán giao kết phần mềm giao kết phần mềm cho những công ty đấy rồi chúng ta chỉ giảm sút hai thứ luôn fixed scope và fixed price nó thành cái thuật ngữ chung chắc các loại phần mềm các loại hợp đồng phần mềm và dịch vụ của công ty trên toàn thế giới nghĩa là trong ba chiều này người ta cam kết được các cố gắng kiểm soát được scope và cái công việc và price cái giá phải trả và thời gian thì chấp nhận có thu gì ít hơn một nhiều hơn đấy. Cho nên khi mà mình làm cộng đồng quá cái vấn đề rồi cái việc à, kiểm soát lại cái rủi ro khi cầu này mình ra sau vấn đề rồi đây nhá. Cái đầu tiên là chỉ tự ra thoát được thương mại để phòng rủi ro. Cái này thực ra là cái mà chúng tôi ở trong slide này là dẫn xíu đến pháp luật Việt Nam. Đấy, chỉ, các bạn có thể nói là thế thì tôi cũng như người với khách hàng nước ngoài thì sao? Thì có thể chúng tôi sẽ ở thế này. Thật ra cái hệ thống pháp luật của đồng Việt Nam là pháp luật quốc tế của đồng nó rất giống nhau. Để có thể dễ hiểu được cái trang pháp luật Việt Nam tất cả cái điều cái phát tích mà mình nuôi ra ngoài sang Mỹ sang Singapore sang Hồng Kông sang Anh sang Ấn Độ sang Trung Quốc tiếp đầu cuối cùng thì chỉ tiền tương đồng với các đồng ở trong Việt Nam cái để cho đơn giản cũng hiểu cái trang Việt Nam trước ấy. Đây là luật áp dụng ở Việt Nam thì luật nào được áp dụng khi mà chúng ta soạn hợp đồng luật không phải thông tin luật thương mại luật dân sự luật dân sự là một luật cơ bản luật cực kỳ quan trọng vì lắp cái cơ sở tại sao luật dân sự nó lại quan trọng đó chi tiết là cái hai luật tố tụng dân sự tại sao lại cũng cái này là cũng quan trọng vì một chuyện đó có vẻ là phải đôi ra cãi nhau thì nó chuyện tố tụng rồi luật trọng tài thương mại hai luật thế này mình phải có kiến thức tìm hiểu trước để mình khi mình đánh nhau và phải đưa ra cơ quan tài phạt ra một ông thứ ba phán xét mình thì mình có cửa thì rất tốt thì lúc đấy rồi và ra trận với màn lương rồi mình cần bảo các bạn thế nào cũng vừa đầu xuất trang rồi không kể cả mình thẳng cũng bắt đầu thì được. Không cái đấu thầu thì nó cho chuyện xét thầu lát nữa cho các bạn em đồng ý em đồng ý cái này em đi cái cắm vào cái khẩu đây thì phải đấu thầu phần lớn thầu rồi biết là nhiều anh em khác không bao giờ thầu còn đấu thầu thì còn thầu nhé thêm tất cả những đúng quy định mới cho khẩu về thì đấy mình phải xem các em có suy nghĩ của thuật đây là một số loại hợp đồng thường gặp khi mà mình ký hợp đồng với khách hàng đây là cái tên hợp đồng của ký là cung cấp phần cứng cung cấp dịch vụ kiểm tra phần mềm cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần cứng phần cứng và dịch vụ cung cấp license cung cấp cloud nhiều lắm chưa đủ nhiều lắm ta nên biết rằng trong luật dân sự là luật sự nha dân sự có cơ bản như thế nào có luật dân sự có quy định về 5 loại hợp đồng cơ bản trên thực tế là 13 loại nhưng trong đấy có hai loại là chia ra là hai loại hợp đồng khác nên tổng cộng có 15 loại hợp đồng cơ bản một cái đồng đơn giản mình liệt kê với tiêu đề thế này tiêu đề này rất phổ thông rất quen thuộc một cái đồng như thế này nội dung của nó có thể cover hai ba hoặc bốn loại các loại
và cái rủi ro nằm ở chỗ này, nó dân sự quy định điều cái chấm dứt hợp đồng từng loại hợp đồng này, sản tài sản điều kiện chấm dứt hợp đồng khác, hợp đồng dịch vụ điều kiện chấm dứt hợp đồng khác, hợp đồng gia công điều kiện chấm dứt hợp đồng khác. Mà công việc chúng ta làm một món hàng ra ra con đá khách hàng, một cái dự án nó xây khách hàng, một số tầng những khách hàng, nó có thể bao gồm cả mua sắm tài sản, cả cho thuê tài sản, cả dịch vụ, cả gia công, cả ủy quyền, cả ung thư, tiếp đồng này cũng soi vào trong cái lọc ngoại các bạn, nó gần với hợp đồng ủy quyền để có quyền sử dụng. Thế ra khi mà mình soạn hợp đồng với một mình rất dễ bị chuyện như này, mình không nhận thức được đó là cái tiền trao sáu nó bất chợt giờ là thò cái gì mình cứ khoanh trong đầu ấy thôi, đến lúc có tranh chấp ngồi mổ xẻ ra lúc đấy là có chuyện đi kể cái tiền nào tôi cũng có trách nhiệm nào, cái quyền lợi nào tôi có nghĩa vụ nào, tôi thấy ngồi mổ ra là cũng rất là nguy. Đấy là chưa nói chuyện nhân viên của các đấu thầu. Nó đấu thầu trong đấu thầu nó có quy định phải tính giá, phải cách tính giá khác nhau cho một món hàng. Là khi một món phẩm chào giá đấu thầu nó phải đồng giá. Thế thì phải cách tính giá này cũng áp dụng ở trong các hợp đồng thương mại. Như thế ta thấy là 15 loại hợp đồng, 7 cách tính giá, 15 loại hợp đồng, 7 cách tính giá. Chúng ta có nhân lên con số cơ giới 105 cũng phương án tính tiền thế nào, nhưng thế đối với phần mềm ra thì nó có khoảng 60 cách, 60 cách này tương ứng với cách đánh giá loại hình hợp đồng đến lúc phân xử chia nhau trách nhiệm của ai cũng phải trả cho ai được tiền, rất có thể là sẽ phải bổ khoản tiền ra đấy, khoản tiền đấy trả ra là đến 46 loại thôi, chắc 4 loại. Khách hàng nợ mình 1 tỷ, thực ra là 200 triệu tiền dịch vụ, 100 triệu tiền mang sợ, 150 triệu tiền giá không. Đấy. Nếu mình bổ nó như thế, thì mình may ra mình đòi khách hàng. Thì khi mà ký hợp đồng thì đây sẽ có nói chung hợp đồng có 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 mười mục đó, trong 10 mục này thì cái phần thứ hai thông thường là do kỹ thuật là công nghệ là người mà trực tiếp là trực tiếp cho người quốc trực tiếp bị triển khai thì còn rất là chậm à, nhưng đấy giờ mới chọn đó. Còn những phần còn lại bên này chắc là bên tài chính to giá trị của cái đó, những cô bàn giao cũng là cũng vẫn là có thầy lâu mắt nhau mấy xưa là bảo hành rồi các hồ sơ là chủ thể ký kết rồi là giám đốc ký theo vào đây quyền làm nhiệm vụ các bên, quyền của bên nó sẽ xuyên suốt vào một chế độ tách dần sẽ là 10 cái yếu tố trong hợp đồng ấy, cả 10 điều khoản quyền của các bên xuyên suốt vào chế tạo. Nếu một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì xử lý thế nào? Cái này là cái mà thông thường theo kinh nghiệm tôi hầu hết phải nói là hầu hết nó toàn bộ nhé, nhưng mà đa số rất lớn 90% số hợp đồng và các công ty soạn cái phần này có tiền không, không ai quan tâm cái này. Cái chuyện này là chuyện của pháp lý của pháp chế, và pháp chế thông thường là từ môi trường học và nghiên cứu và nhiều nhà công ty thì cũng chỉ xin lên người khác thôi, lên người khác về có được số tám có tất cả cái số chín bỏ thông tin xuống được cái bản chung chung vào hợp đồng này làm thế cả yêu cầu cộng đồng và ứng xử nào rồi công ước đồng là gì đấy trong bản chung. Mỗi cái yếu tố này trong hợp đồng thì sẽ có loại yêu cầu quy
bắt lên sản phẩm đi cứ vi phạm thiếu bọn đấy lúc cá nhân mình thiếu tôi chủ thể ký hợp đồng với dân sự nhá đừng có lời có cả và cái công việc của cứ hợp đồng là đi người làm sếp của nhau cho cũng đồng ý là tiền của nhau đó giá trị thanh toán giá trị tổng giá trị thanh toán tiền tiền thanh toán tiền thu nhá năm cuối các bạn ra các hồ sơ là mình còn lại theo lần hai nghìn hiểu cả à, tiếp bảo hành là thế lúc này cũng kê trong người cục kia đâu bảo hành nhé thời gian bảo hành phạm vi quản lý để bảo hành ở đây lưu ý là thế này này ở Việt Nam ấy thì chưa có cái gọi là nghĩa vụ bảo hành hoạt động nếu mình làm cho khách hàng nước ngoài đặc biệt khách hàng châu Âu thì sẽ có cái đó đúng không đối với hàng hóa đối là công nghệ kể cả ông không được kê phẫu thuật thì ông vẫn phải hoàn thành từng hai bài rồi chúng ta học cách làm cái này đó coi được này bây giờ phải có gì nữa nha để chế tài tài nữa khi nào thì được coi đây là coi ngoài những cái để chơi ứng thì được rõ trường nào thì được cái nào là ngừng thực hiện cái nào là và kết thúc trong này có được điều chế tài muốn được điều ra nếu anh chấp phá tôi thì tôi phạt anh 20% này không phá 800 cái tiền đồng đó một anh commit 10 vào chúng tôi thiếu khi là tôi yêu cầu anh offside 10 thằng anh tôi thấy khách hiện nay của 8 thằng tôi cắt ở người anh 8 thằng đấy đó là trong phần đàn nhé các thích đưa rất nhiều kiếp kích hoạt nằm trong này và nó quy định ở đây là thương mại điều 22 thương mại có một cái điểm này hợp đồng nào vẫn nghĩ có cả và tất cả cái có nó vua trong đấy cũng nào có biết của nhau khi nào có cơ hội thì mình còn này thì biết là hiện tại được quan cũng là không ai biết rằng không ai biết rằng muốn coi rất là tính này và tôi dính khác lúc ngày 21 là nó cao nữa Sài Gòn nó đang rất tôi đang có hợp đồng nhà thì thật ra là cái mình thế là hàng giao cho cả hai các cổ xe tự nhiên cũng không sao cả cũng cứ điều đó các bạn không có khách hàng em không nói được mặc dù đây là hàng thì sao đâu chúng ta gọi là chúng ta báo được tiếp là hàng đấy nhé không bảo lắm ra ra có là cái phải nghĩa nhiên là cái bạn thì bất động sản của bên mình mà cũng là kia cũng phải cái hàng cũng phải mặc dù hai là trên cùng địa bàn có thể trụ sở khác nhau nhưng mà tôi vẫn đang như tác phẩm như là cái khi bất động sản ấy thì hợp đồng này gần như hợp đồng nào giống nhau cả khi thuê hợp đồng gặp tất cả cả thông báo cái gì đấy một khi đã thông báo
Vâng, thế nào? Phải nói anh có nghĩa cũng bảo mật trong số câu hỏi cho ra sao trước khi của này có thì làm thế nào đảm bảo tuân thủ được ủy ban khi cá nhân em là đâu ty cá nhân thì cái đấy chắc chắn phải là đó. Còn nếu mà thông tin về chủ nhà không thì cái đó là miễn nhiên là hai bên là ngôi nhà mà quyết định khác ngôi chung nhá phải hai lại từ đầu cái chấp không biết được các bạn thì đang bị đổ là hai bên nếu không là tôi xin hỏi đây có ai có quyền khi nào để ngồi thay quả bằng một cái quan tài Việt Nam đây có hai cơ quan và đủ thẩm quyền để ra phân xử dựa trên pháp luật ở quan thế tuy nhiên khi chúng ta lôi chủ tịch tập đoàn nhân dân thì có cái quyết này của luật hình sự chúng ta làm đến ai và nào và đến cấp huyện thì tôi là các thì tôi là và nhân dân bạn thì nghĩ chuyện là các bạn của ta lại à có rất nhiều người trong cộng đồng cũng chắc là cũng tỏ nâng quan điểm
nếu bất đồng thì phải qua đấy còn thành phố phải làm chủ đâu phân cấp rồi thì không nên các quận này thì không có và để các quận có thể làm như thế còn mỗi quận ta nói thành phố lớn các quận có thể chỉ là các quận và y tế và những thành niên quà hình sự nhưng mà các quận huyện nói chung không chia quà đâu à. Không lý các bạn gia đình đồng đồng các chủ quán các mặt kia là chỉ có thể tôi là như thế này tôi không được đây là bọn mình lôi quà ra quà nhân dân theo và nhân dân nhé dân phòng có chuyện chỉ chỗ nào hết nhé không tòa thành phố không tòa không đâu công tử ở chưa tòa lần nữa thì trường vua đồng
thôi. Và tôi sẽ có khi nào
Hôm nay có dự kiến được một cuốn liên quan đến nhân và trong tôi bố bí mật nhân không phải lo trừ khi ví dụ cá nhân là đúng trừ lý và thông thường thoát cho nhưng nó chỉ vì tòa đấy và thương mại chỉ trong cái việc mà tài thương mại không xử lý được thì hóa đơn sang tòa đó hẳn có tài liệu tượng sơ về pháp trị mặc dù nhé tôi không thì rõ là khi có một cái chất biết đọc được những cái thứ ba nhé theo thì anh ơi mời mời cái thế các yêu cầu cấp ấy ở xa rồi. Chứ còn ta rồi là cái chiếc bồ kia
Đó cái kia sự tính trước sự bỏ sót đấy là một ai không quân tôi là quên đi không có Hãy subscribe cho kênh Ghiền
Hai ở file một chưa làm gì số bây giờ đi nào làm sai Hãy
với các trường học.
Đó. Rộng chính một môi đấy là có nghĩa là không chế được hay là bị đâu
Hello. Hello. Với công ty của anh cũng như là đi vào triển khai ERP phương pháp luận triển khai của công ty đó các dự án đã phải lựa chọn những từ qua cái đấy để phương pháp luận triển khai chưa chỉ là nó có được vô nhé cũng như chuyển nó có được vô dự án chưa vào 6 cấp 6 giai đoạn và cái điểm giao giữa hai giai đoạn cái milestone để vụ đi kèm điểm giao giai đoạn bản thân cái trong các đoạn của muốn chuyển giai đoạn này sang đoạn kia ở cái giao điểm phải có những deliverable kết quả giao dịch khi mà nó ký của khách hàng bao giờ cũng phải lôi trong các đoạn ra đây muốn kèm nhá trong này deliverable à cái biết này kinh đảm bảo kịch bản test này gì đó và mỗi deliverable là một cái kết quả kiểm tra ký tiền một khi anh sign off vào cái này tức là anh không được này đấy khi làm được không khi làm được không khách hàng trong đại đa số trường hợp hàng biết là cuối cùng cuối cả việc gì đi làm phần mềm và bán thứ hai là cái mình làm người ta phải bán biết là cái gì đâu biết nên cái là mua thì là mình tiên thôi và nếu mình tiên đấy thì mình phải tạo ra và chấp nhận được cái level này là cái tăng chi bộ chi phí cái hơn và cái đối chỉ tôi cho một cái gì đấy họ đã họ chấp nhận cái đấy là sản phẩm ý là thì lúc đấy mình yên tâm được là họ sẽ trả tiền và coi của mình đúng không là khác cũng thế thôi file họ sản phẩm sao bị sai rồi phải đi thế này anh thì đi được tiền đúng không cao nếu mà ở trang trong trường này thì ở trang có quyền lợi cái kế hoạch làm việc cho pha này tới đây cũng là khách hàng duyệt cái gì là sản phẩm sau 3 ngày sau 3 ngày anh định mua đúng tay anh muốn chưa phải hôm trước anh ra thì đã làm chưa đúng rồi đúng không đấy là quyền lợi là chuyện đầu tiên à một cái chuyện nào bắt đầu chúng ta cũng không có cho nó mình phát hiện ra là cái nhu cầu khách hàng thay đổi nhiều quá khách hàng không rõ là muốn gì cho nên là càng làm càng phát sinh càng làm thì càng được mà chờ các nhiều thứ rất là chờ lớn thôi rất khó được khách hàng ở đây á thì chúng tôi cho là rất không chặt được toàn cái khác nữa nếu như mà không làm được thì hết tiền thì gửi thế là làm thế này lúc đấy mình phát hiện ra là thực ra cái chuyện tập chúng này do trước tiên là sao quân ta thôi và quân ta cũng không biết là thì quay lại là sao được khi nói luôn là dự án về thì nó chính là mình dụng
mình bố đời mình nghĩ là mình làm được, chúng ta cũng chẳng hiểu những nhà này. Hiểu người ta cần gì, người ta cũng hiểu người ta cần gì là chuyện bình thường, mình có nói là khác cái cuối cùng ấy, nó còn ngồi trẻ ra ấy, nhưng mà là gần 100% thì nó sai học chỗ kia. Mình có học chỗ đó, mình biết là nếu mà cãi nhau thì mua bạn nha, anh em thì tôi yêu cầu anh em là đi làm việc trước nhà nhé, chỉ có làm được việc sao là được chưa, đưa ra cái hàng kết quả ơi cũng cho em có bảo là khách hàng người ta quan luôn, người ta hiểu người ta thích trái ốp có hẳn một cái kết quả để nghe đầu ra cái kết quả có biết tăng luôn là không, tại sao làm luôn ra em giảm nó hiểu ngay chúng ta không cần câu thành người kia không cần chỉ chẳng có học cái hiểu gì hết chứ nào đồng ý không cần học cái cái đồng ý chuyển qua trang cả nó biết là thế thì vào cho phút đó thôi để dự án chúng nó để để hai bên phải ngồi xuống không được không hòa không không được trước không trước thì kia đi ra nói là không có làm việc là thế này thì nói ok tôi nghĩ là tiền cái sao phải xuống trong một nhà của Việt Nam mà kia thì xin học cho là người nước ngoài công công đấy mà không chẳng nói tiền đủ này ấy. Đúng lên như bên tao mà giải hết thì đấy mà không như luật đây còn đang ở Việt Nam nhé, đây mình phải là người Việt Nam cái gì mà ta thì tao lấy về và đây này với cái ba này chúng mày còn sai sót quả cho nên đừng có nghĩ chuyện lấy là hết tiền là trong từ lúc mà chúng ta chuyển ra hai bên đồng ý nhau chuyển phương án từ 28 thành 100 là chúng ta qua hai người cái bên và cái nào chúng mày trước đây là chúng mày yêu cầu đó là phải tao tự ý là đấy mình phải con tin họ thực ra cái chuyện thương lượng với nhau ấy. Thì hợp đồng là chuyện hai bên đất nước đó thực ra nói luôn ấy, là mình xỏ nhà cái gì thì mình phải dặn người ta cái đấy à mình phải nâng cao nhận thức người ta cái đấy nói chuyện đấy hay là thích nói nặng hơn rồi mình phải sát mũi người ta nếu không gấp được thì mình phải mình kém không gấp được đúng không? Mình kéo lên thang những ngày ngày tôi thích nói mình cố gắng người ta tức là mình kéo người ta kéo mà đẹp hơn thì thích ở dưới thì cái thôi đấy cái đấy là mình phải lúc mà mình chưa kết hợp đó lúc mà kết hợp đồng ấy điều khoản thanh toán cái hàng nó quá dở hơi làm gì cái điều khoản thanh toán nào tôi làm xong 2 năm mình mới trả tiền ít à đấy nên như thế là đổi giữa lợi ích với lại chi phí thôi hai nữa là điều thôi không kiếm đi ra trường bắt công đấy tiếp nhá bắt công chắc có bảo sale ra gặp mình bảo nghe người dùng này kéo 2 năm rồi ăn bao thời gian suốt rồi bây giờ cố ký đây là cái quyết định đây không phải của pháp chế hay của tài chính cái quyết định đây phải là cái người sếp công ty đó rồi cái người ký có phải là pháp chế tài chính pháp chế đâu người ký là nó công ty à nó công ty này cái này là do tùy ông giám đốc công ty nhé nếu ông giám đốc công ty kết quả có đất lao rồi phải theo lao cái nào thật kỹ còn nếu công ty coi đó là cái mà cái chi thì mình đã bỏ ra coi đó là chi phí chỉ đó các bạn thấy chắc là biết cái thuật ngữ này đó chi phí chỉ sunk cost mình coi nó là sunk cost mình có đồng hành không bao giờ làm gì được mình không biết lắm thế đó ra cái quyết định này không phải của pháp chế không phải tài chính là của những người kiếm bảo đó.
À, đúng thế có trường thu à, thì nhá, nếu đây tôi nói chuyện là cái hành xử của mình ấy, tức là do người người đứng đầu công ty, người chủ động người ta quyết định đúng không? Nhưng mà nếu mà pháp lý mình nói, nếu khách hàng không nghiệm thu thì mình có thể coi đấy là vi phạm nếu bị cho làm hợp đồng, nếu như cho hợp đồng mình nói rõ câu đấy. Còn nếu cho mình nói nhé thì còn phải tùy theo bước lên nhau ra tòa hay là cái thẩm phán xử cho mình ấy, coi là cái gì tốt nhất là mình ghi cho hợp đồng, nếu không là phải ký nghiệm thu trong vòng 3 ngày 5 ngày kể từ khi tôi gửi nhà qua đấy, và sau đấy khi ký nghiệm thu rồi thì thanh toán bao nhiêu đấy. Rồi mình kê càng rõ ra thì lúc sau mình càng càng có căn cứ để mình cãi nhau, càng có cơ mình cãi nhau. Còn thực ra đây này ở trong miền Nam thì có câu thành ngữ là có người mua đọc những người bán cũng là lời. Thế nên thực ra nếu mà mình để mình là người bán, trong trường mình là người bán, mình để mình lọt vào cái tình thế tiền thì không lấy được, mình thì bán mất rồi. Thế thì mỗi là mình là ai đó, đó. Mỗi là mình là lên giải pháp cho họ rồi, họ sẽ khả thi. Khả thi là cái gì? Quan trọng là cái gì? Nói chung nên nói cái bóng tôi cả kia là khách hàng nói cái này thì cái gì thôi chứ. Tại vì mình xác nhận chuyện này này, có cái điểm này là mình phải hiểu. Thông thường là mình đi bán, trừ khi là mình bán cao, làm cho mình làm sẵn, nó đóng gói rồi, mình càng cho người ta sẽ đi, hay là mình để trên cloud, hoặc thuê bao mình ví dụ, trừ trường hợp ra. Thì phần lớn các người Việt Nam ngày nay đều làm phần mềm chứ đừng cho yêu cầu đấy. Nhưng mà cái yêu cầu ấy, yêu cầu của hôm nay mà cái ngày mà lên được cái hệ thống ấy thì nó của sẵn rồi, yêu cầu của ta chắc chắn thay đổi, yêu cầu của ta chắc chắn, tại vì doanh nghiệp của ta phải phát triển chứ, người ta phải ứng dụng các thách thức mới chứ. Cái phần mềm mình làm ra, cái ngành bắt tay ngồi xuống viết cái giọng đầu tiên nó là thật rồi, và nghiêm nhiên so với yêu cầu của người ta khi mà mình làm ra. Thế cái rủi ro người ta không chấp nhận là không cùng là chuyện đấy. Cái này là có thống kê này, ví dụ cái con số thống kê ví dụ vớ vẩn, bởi vì con số thống kê này các bạn tự tìm thấy được mà, mỗi thống kê khác mà, mà đại khái khi mình bắt tay xuống mình biết bằng đầu tiên là đã làm thật rồi. Đấy. Nếu như nhận thức chuyện đấy thì mình sẽ đề phòng các rủi ro, mình biết là sẽ làm thật mấy kiểu gì mà. Và 6 tháng nữa nghiệm thu nó trên cái này, có tưởng thế này nói ra thế này à, nhưng mà đến các vấn tiền trước đấy cũng tiền có hát tiền không, có tiền các cộng tổng là 1 lần rồi nó nói tiền của tay mình rồi mà không bảo hiểm đồng á, xin lỗi hợp đồng của tôi không tính triển khai nửa năm, còn 2 tuần nữa bảo tôi có thể quan đồng hiểm đồng. Thôi được, của nó đã thế, công việc thu hết chẳng hạn nữa rồi. Câu hỏi tiếp. Tôi muốn các bạn nêu vấn đề của mình nữa đi. Vấn đề không phải của ai hết đâu. Không có đâu, đặc thù mình riêng có đâu. Tính chuyện mình có nghĩa là mình có đi khác thì tốt hết, đảm bảo các bạn là như À, mình chỉ chia sẻ một chút về tình ý về trọng tài hay là tòa án. À, thì đúng là nhiều các anh Nam nói có cái luật về trọng tài thương mại, nãy giờ tôi ngồi nói xem lại
Thì thật ra là cái hồi trước khi tôi ở về Việt Nam thì ở bên Nga thì tôi đã làm nhiều hợp đồng và tất cả điều khoản đều ghi là trọng tài và mọi người đều khuyến khích là để ghi là hồi đấy ghi rõ là trọng tài kinh tế bên cạnh phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đấy. Thì vừa rồi thì anh Nam nói thì tôi cũng có xem lại cái luật trọng tài thương mại và cũng hỏi cả ChatGPT thì đều recommend là nên dùng trọng tài vì có một số những cái ý như thế này. Thứ nhất là trọng tài thương mại, cái cơ chế của nó là nó phán quyết là chung cuộc, đưa trọng tài thì là chung cuộc, còn trong khi đó là nếu mà qua tòa án ấy, thì phải cấp này cấp kia rất là nhiều cấp. Thứ hai là bảo mật và quyền riêng tư, thì bên trọng tài kinh tế họ làm rất là chuẩn về cái khâu bảo mật này. Khi mình đưa ra tòa thì không biết được là những thông tin của mình có thể bị thất lạc ra ngoài. Thứ ba là về gọi là chuyên môn của những người làm về lĩnh vực chuyên môn của những người là trọng tài ấy, thì thường họ sẽ am hiểu nhiều hơn là các ông bên tòa án thẩm phán, nhiều khi không không phải lĩnh vực của mình nhưng mà các ông vẫn phán quyết. Nên là rất là nhiều vấn đề ở đấy, chỉ có cả một cái mà duy nhất là phí cần cân nhắc ấy, thì là phí của trọng tài sẽ cao hơn rất nhiều đấy. Còn một cái nữa là nếu mà dùng trọng tài ấy, thì là còn cái lợi thế là các bên được quyền lựa chọn cái trọng tài viên mà đủ kinh nghiệm giải quyết vấn đề đấy. Và còn cái mà tất nhiên là cái của trọng tài ấy, là chung cuộc nhưng mà vẫn có thể đưa ra tòa án trong trường hợp có 5 trường hợp. Mọi người có thể xem trong cái luật về trọng tài thương mại thì nó có 5 cái trường hợp đấy, thì nó giống như là cái giám đốc thẩm của tòa án ấy. Tức là phải chứng minh được cái bên mà đưa ra ấy, là phải chứng minh được là nó có sai sót gì đấy thì mới có quyền là đưa ra tòa án, chứ không phải là không chọn tài là không đưa ra toán được, là vẫn có thể đưa ra khi mà hai bên có thể một trong hai bên và thấy rằng là cái kết luận đấy có vấn đề gì sai. Còn một cái nữa tức là cái lo ngại cái chuyện là mời ý kiến ấy, thì trong luật trọng tài nó nói rất rõ là nếu như bên bị nguyên đơn mà lúc mời không đến ấy, thì là coi như hủy, còn bị đơn mà mời mà không đến thì trọng tài vẫn tiếp tục xét xử theo gọi là tài liệu không chỉ, giấy tờ các bên đưa lên mà không quan tâm đến việc là có mặt cái ông đấy không. Vì vậy nên là không bị không, nhưng mà còn đấy là trong trường hợp là nếu mà trong nước nhé, còn nếu mà làm các bạn mà làm ở nước ngoài ấy, thì cái trọng tài chắc vì việc cái tòa án của Việt Nam chưa chắc nước ngoài được nhận, nhưng cái tòa án mà thuộc phòng các bạn của người Việt Nam thì được các bên theo mức New York chấp nhận cái phán quyết của chúng ta. Thế các bạn cân nhắc cho mình. Này có cái em xin nói một số điểm quách. Tài chức tộc bị đơn xét xử trong một số trường hợp nhất định. Tài toàn quyền nào không chủ nhận hoặc là ta có sự. Nhưng trong trường hợp đấy thì cái kết luận trọng tài ấy, không tính thành một. Đấy là nguyên tắc trọng tài, nguyên tắc tố tụng hình thành không chỉ đơn sự cho tất cả các thành viên rồi, tất cả các món rồi. Thì chúng ta cái chuyện này chúng ta cứ nói là Philippines, Trung Quốc thì Biển Đông đó. Thế xong rồi ra tòa trọng tài gì đấy ở là hai bên nói là cái như này là Trung Quốc sang phải kết luận với trọng tài trả giá trị hết. Cuộc tắc đến đâu lịch sử cũng bị bẩn. Tắc đến ta không chịu nghe là sự. Cái chuyện này chạy buồn người ta. Đấy. Chuyện lớn là chuyện chủ quyền. Chuyện nhỏ thế. Hai ông đi ra là ông bị đơn. Một trong hai bên vắng mặt đấy. Nguyên đơn vắng mặt thì thôi. Ta không biết xử. Không biết xử gì ai. Nên bị nói hủy rồi. Thì bị đơn vắng mặt thì hai ông là một phòng sửa đó hai là căn cứ thì xét xét là cái kết luận của tao phải là sự tham khảo thôi, mày có thể cầm nguyên đơn ấy cầm kết luận này đi ra tòa chuyện kia đây này có chuyên gia mà khi nó sai rồi nó giả em 10 tỷ chuyện này đấy không giá trị thế không có chị làm được đấy.
là cái mà trọng tài ấy. Mà hai bên có thiện chí với nhau muốn giải quyết trọng tài, còn không có giải quyết mà chỉ muốn kết quả là cái nào. Và cái nguyên tắc kiện người ta là mình phải bị thiệt hại, mình không thể nào cả, tôi thấy vui đúng chứ, tôi giành quá được kiện không được qua thủ lý này. Để là đấy, cái mình chú ý khi mà mình phản đối nhau là tiếp tục thì tôi cho lại cảm ơn rồi. Làm gì thì kiện người kiện đó, còn bây giờ mình nói là làm thế nào tránh tiết kiệm, là tránh tiết kiệm tránh của đối nhau là ngồi cãi nhau, mình tránh muốn tránh thì cần gì hợp đồng có từng ngày có phải rà soát đi là chứ, có những cái ràng buộc được bởi luật, có những cái ràng buộc bởi cái giao kết giữa mình, và để tránh cái việc là phải lôi nhau ra ngoài nhau thì có một đoàn đánh nhau về các cơ sở. Đầu tiên là những người chịu đồng pháp chế, người làm tài chính và cái tội kỹ thuật đi kiểm tra đối tượng đó là không chút nào chỉ nhau, không phải là một tôi nói là tài chính thì phải biết là phần mềm, nhưng mà cũng phải hiểu được cái phương pháp phần mềm mình cái thằng kết nối mình phải làm cái dự án thế nào để xem là ta có thể xem được vào những chỗ nào cho cắt đuôi những cái thằng kỹ thuật, đừng có để dây lắc làm nửa năm một năm rồi mới đến mức có thể ngồi xuống để thanh lý cái phần mình đã làm và mình chết cho tiếp nữa thì nó không lấy được tiền tiêu lấy được rồi. Và bây giờ không quan trọng cảm lúc quyền nữa. Thứ hai là khi mà đấy phương pháp triển khai này, triển khai dự án được đưa cho mình thì cách đấy đối với khách hàng chất lượng phương pháp đấy, thế mình bán không phải mình bán sản phẩm cho cùng đâu, bởi vì cái sản phẩm cho cùng 6 tháng mới biết định hướng như thế nào cơ mà, mình phải bán tất cả phương pháp mình làm nữa. Thế là việc của cơ bản sale, cơ bản sale không phải chỉ có đi mình mời cái hàng ăn nhậu với góp xong rồi anh ơi ký áp của mình này không có chuyện đi bán, chúng tôi làm sale có quy sale phải đi bán cả cái phương pháp mình sẽ dùng để mình triển khai dự án khách hàng, khách hàng chấp nhận là cái đấy chấp các UDB đồ sẽ có chỉnh giao của phương pháp đấy. Thì mình căn cứ mình nhét vào mình đồng bộ nó yêu cầu pháp lý và đồng bộ nó yêu cầu đồng tiền đấy. Thế là cái phần thứ ba thì cuối cùng là làm gì khi đi kiện nó đi kiện đó đấy, nói qua một vài ý rồi anh mình mô tả và chi tiết khi đi kiện thì mình có thể làm được gì ở chỗ nào này. Nên có một ý này anh mình nói là mình ra trọng tài mình kiếm chuyên gia không phải đâu, đâu có chuyên gia thế không có đâu, ra tòa hay là ra trọng tài cái người đó ở tòa mà là ông chuyên gia pháp luật, tôi không phải chuyên gia chuyên ngành đâu, tôi không hề biết là nếu tôi đấy mình có phải lại cớ là anh ơi bán thằng tây em không tiếng này chả nó gì cả bán ta nó bảo em cái gì cái gì đó nó kiện này không là tên nào trong tài tôi mời cũng có là cha trong này và hai cái
nó biết à? Rồi các thời hiệu của tiền đã sửa hàng thứ tháng nhé, trong vòng 2 tháng điều kiện theo thứ nhất ngày nào đến từng ngày sẽ thiệt hại, hoặc là ngày mà mình thông báo bên kia là tao thiệt hại rồi thì nó đi. Từ ngày mình gửi văn đi, ông nợ tôi 5 tỷ mà ông trả tiền kia trả rồi, tao đợi ngày hồi này là ngày đấy để làm bốc phát sinh mâu thuẫn và phát sinh thiệt hại. Mình lấy mốc đấy cộng 2 tháng, trong 2 tháng thực hiện ngoài thời gian đấy thực hiện đó. Thế thì khi mà mình đã tiết kiệm người ta, tất nhiên là mình phải chuẩn bị chứng cứ thôi, cứ là lũ vốn kia cho nên tôi mất tiền, và mình xác định chứng cứ đấy cho cơ quan tài phán, tòa án và trọng tài. Thì có một cái đấy cũng là này, trong trường hợp mà ra cái khoản tiền đấy đối với ta thì phải ổn qua ngày mình chưa trích ngay được, mặc dù mình thiệt hại được mình chưa trích ngay thì mình đợi năm tròn. Tại sao? Tại lúc đấy khách hàng mình quên bố, tại vì giờ nó quên mất là nó đang có mâu thuẫn, đang chứng cứ của nó có khi là email nặng quá nó xóa rồi, nó xóa sạch thì chứng cứ có lợi cho nó. Mình thì gặp là mình đủ đôi kiện này tất cả chứng cứ mình giữ bảo quản, nó thì không biết bị kiện xóa luôn. Chứ thật nó không thể tưởng tượng được cái chuyện mà một cái người phía mình còn dự án thì bên kia cũng còn dự án tôi như thế đổi hàng ngày mấy chục email làm suốt bao giờ chứ sao biết có thể một ngày mà như bảo chứ đâu chết rồi hay em tặng quá thoái đấy chuyện rất bình thường. Một khi đã định ngủ lâu đi chuyện người ta ấy thì đấy để muộn muộn mình cơ hội thắng người ta đi đấy còn hợp đi kiện đó. Không hiểu Sài Gòn có bạn học cũng là cái kiện ở nước ngoài thế này, nếu mà có tranh chấp ở nước ngoài mình là bên đi kiện thì cũng như là để xảy ra cái việc mà phải ra nước ngoài kiện ra chuyện rất là hơi rồi, không thuộc thông thổ, không thuộc vào pháp luật, không thuộc mặt mũi người ta nói thì giờ cô điền cha kiện nào được khó lắm. Nếu mà phải kiện nước ngoài ấy, thì cái cách như thế nào, cách là mất chi phí một đơn kiện và tăng ngân phí thì tập đấy là đồng nào to cũng to thì phải ra ngoài kiện nữa và bắt phải nha tiết xong rồi rủ thằng kia ra giải quyết ngoài bản. Tức là khi đã có chat vào rồi, thông báo rồi, thậm chí là sau khi hearing lên đầu rồi thì lôi ra giải thích bên ngoài. Còn nếu mà không giải thích được nữa thôi thì bỏ rồi, không giải thích với nhau cũng đấy nữa thì chết rồi. Và mình sẽ mất tiền lớn rồi, theo chuyện nước ngoài thì sẽ đâu rồi, hoặc là sẽ mất luôn khoản tiền đấy, hoặc là mất rất nhiều chi phí để hợp việc. Đấy là gì khi đi kiện, làm gì khi đi kiện? Mình đơn giản lắm, kiện mình thấy mình có sai đúng không, mình sai nghĩ đi nó sai nhiều hơn để nha. Ở trong tố tụng nó có một cái quy tắc nó gọi là phản tố. Ông kiện tôi thì ra tòa kiện rồi, kiện đúng với tòa, kiện đúng với tòa. Ông bảo tôi vi phạm, tôi tố các bạn, ông nói vi phạm. Ông bảo tôi trả trả tiền 5 tỷ, không? Tôi nói ông tiền của tôi 10 tỷ. Đã phạm tội. Phạm tội là người ta tố mình tố các bạn. Đấy là phạm tội. Đúng một cái nào. Còn trong trường hợp đi kiện ấy, nghĩa là mình đã cầm tiền người ta rồi mà. Cầm tiền người ta mới kiện mình, người ta thiệt hại nữa, người ta mới kiện mình. Người ta thiệt hại đâu cũng như mình đâu. Một người ta thiệt hại, có nghĩa là mình đã có chút chút lợi thì mình được kéo là lâu tốt lắm. Phản tố là một mẹo kéo và sẽ có nhiều cách nữa để kéo, cái đấy là tùy theo quả. Mình ra là cái này tôi chia sẻ đây là những cái đồng nghiệp với nhau trong cùng một giới chơi với nhau, còn nó không phải là cái practice nên phổ biến rộng rãi đâu.
Mấy ông tái thế, mấy ông cá cũng chết hết. Ví dụ như là trường hợp của tôi nhé, là khi mà tòa án chuyện trọng tài thông báo mày kia ra bản án này mày thua nhá, mày trả tiền khách hàng nhá, bọn tao cho mày cấn trừ được 1.000 thôi, mày trả nó là 4.000 đó. Mày phải làm gì làm. Sáng sáng hôm nay là mày là thứ tư, sáng thứ sáu 10 giờ sáng cái thằng thư ký trọng tài là ông rồi sao thôi là nó nóng chuyện mày không có nhà cửa, mày chỉ có một cách duy nhất để kéo ra sổ tiền mà mày cầm bản án của tao cầm sang tòa án nhân dân Hồ Chí Minh mày kiện cái bản án sai theo thủ tục đấu thầu, mày sẽ kéo thêm 1 năm có tao chẳng sai gì, cho nên là 1 năm nữa mày vẫn bình thường. Đó là kéo thời gian trả tiền thêm năm, còn năm nữa mày vẫn thua được. Thế thì trong thời đấy, cụ thể trong thời đấy bọn tôi làm thế nào? Là cái ngày thứ năm đó, đi sang nói chuyện khách hàng. Khách hàng người ta biết là người mình thua thì cũng chẳng biết là ta thắng. Nói chuyện khách hàng, chuyện bây giờ là vùng này. Vừa thế này đi, là để đi quen bán lại. Đổi lại, và tôi làm cam kết luôn. Khoản tiền đang đòi được trả lại cái su cộng thêm lãi trong thời hạn 3 tháng, trong thời hạn 3 tháng đấy thì các anh cho tôi vào khảo sát lại xem chúng tôi có thể chữa cháy được không, nếu phương án chữa cháy của tôi hợp lý thì càng cho chúng tôi làm đấy. Và không đòi lại khoản tiền đầu tiên cái khách hàng rất tử tế thôi, tại vì sao, tại vì là cãi nhau 1 năm rưỡi thì mình và họ trở nên quen thân. Thế làm gì khi bị kiện, mặc dù ra tòa vào đối chất trước 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 hội thẩm thì cấm được chỉ mặt không, không được chỉ mặt mà thế thôi, ông nói thế nào tôi đúng không sai, nhưng mà giờ phải lao ra anh đấy đến không nó là có khỏe không, có chỉ thế nào đấy. Làm thân của cái này sau 1 năm rưỡi cũng thế, thì cứ ra ngoài học ngay thôi, rơi vào vòng sửa thì bán nó món cổ với nhau, thế là cuối cùng lúc mà đề người ta làm chuyện đó rồi cho mày thử, rồi là mày nhận thua nhá, mày nhận 1 triệu chỉ có tiền đấy mày ra nhá, ký vào đây nhá, ký vào đây rồi lúc đấy là không có chuyện mà đến lúc ra quà là cãi ở đây chứ, cái này không phải em mà ký hộ, ký vào đấy là phải nhận rồi cho là phải sắp lại không là ngon. Thế khi mà làm lại thì làm lại đề xuất giải pháp ra đồng ý rồi không ai làm đi, làm xong cái mở rộng dự án mọi người lấy thêm cái ngoài nữa đó, tức là từ chỗ là phải đi đền tiền cho thằng giới ơi đưa. Sang chỗ là mình thắng to đấy bây giờ mình. Đấy là cái mà làm gì khi bị kiện, khi đi kiện nhá, thì đi kiện thì phục làm sao lừa cho địch thủ mà mất hết, mà phải mất hết cả sự có lợi để ra cái cổ thật, còn kiện nước ngoài cái gì kiện để dọa ra thực ra là biết là chứ còn khi bị kiện kéo kéo càng lâu tốt, mình không cách nào không làm thân được với khách hàng thì cũng phải kéo kéo sơ thẩm xong rồi kéo tiếp trung phúc thẩm xong rồi kéo tiếp cho nó thẩm, còn tất nhiên là trong việc mà chúng ta trong khoảng thời gian với nhau đấy mà tạo được quan hệ để họ chấp nhận được mình làm chuyện khác thì là đẹp nhất. Lúc đấy tôi nói luôn là khó đấy, nếu thật sự là cái trường hợp của tôi đấy là vì cái thằng phạm lỗi với thằng khác cũng phải là mình có lỗi duy nhất là ký tên đấy thôi, chứ còn cãi nhau thì mà cãi nhau ở, ở hiện trường ấy là chúng ta mấy một tay cãi nhau ấy, mình cái mấy một trường chúng ta là con người cãi nhau cái hàng hàng ngày đập bàn đập ghế bắt bọt mặt nhau chúng ta tòa xong cũng khó ấy.
cái chuyện ở đây này, cái chuyện là trong trường hợp mình không có luật sư nhà chồng, gấp vô nhà chồng đâu và bí quá đi từ việc có luật tôi như thế này, tôi nói thật tôi cũng rất là buồn như thế này giữa anh em với nhau, tôi không tin tưởng luật sư đâu, tất cả luật sư đâu, à, tôi phải đi tìm hiểu pháp luật hay là tôi bắt anh em tìm hiểu pháp luật để làm gì? Luật sư nếu chỉ là luật sư nói là biết người ta nói đúng người ta sai, mà luật sư mình mà biết luật sư là đúng hay nói sai thì mình cãi một luôn thì khổ thế, chứ còn để luật sư để làm này luật sư rất mỗi ý mình, giống như mình để các cái bối cả ơ đó đấy, cho nên là tốt nhất là cái năng lực đấy là năng nhà chồng trong nhà có làm chuyện là bố luật sư với thêm luật sư như thế này, luật sư nào người ta một nhá, luật sư nào người ta nhắm mặt cái bàn ấy. Người ta đến người ta kiểm soát đâu một lần cả hôm nay chúng sử dụng ai này để luật sư đã làm đến thuê không cần là cha đó, không cần phải là rất đồ, chỉ cần đến sao đầu thì thật đấy. Đấy. Cái loại thứ hai ấy, luật sư này mình không có tiền mà cho nên là mình luật sư nào người ta chấp nhận làm trong đó cho mình cái khoản cục cho mình vụ này nó kiện mày bao nhiêu, 2 tỷ đúng không, bây giờ mà tao mà mày gỡ giúp mày không bất nhá thì mày chưa tao từ từ không đấy, đó là sự đấy cách tính giá như thế thì mình sẽ kiểm soát được đấy, cái thời gian họ kéo cái nào đấy chứ không có, tại vì họ mà mình mất 2 tỷ họ trả được đâu nào, thế còn cái loại luật sư của tính giờ ui không chơi được, thì họ làm cho mình lâu họ ăn được nhiều tiền chết rồi mình đã quá rồi, nhà luật sư đi mở về thân chủ của tòa thì người ta biết mình tính giờ lắm, thì cái bọn mấy ông luật sư tư vấn lâu lâu đến hỏi tôi một câu ấy thì cần phải giờ và đã nhận vụ việc rồi thì theo tôi biết muốn là tôi biết hầu hết đều làm trong khói tôi rất lời thì bao giờ đấy à, là chỉ lên nhé là thế nào để mình dùng cái cặp công việc mình không giảm cái rủi ro không chỉ hay là không cái cách làm việc công việc đấy nó là một cái mà khi các công ty làm kinh doanh cũng vừa sẽ dễ gặp phải cái lúc nào muốn cái đi lúc đầu rất to giá rất lớn để làm gì có con số to đấy chứng minh năng lực nhé, sau này mình gặp quốc khách hàng khác chúng ta cũng được em làm dự án cao đường nhân cũng nặng như thế này, nhưng thực ra là gọi mắt to cũng nhìn miếng ngon thì thôi mình rất cũng được làm gì có gì mình người nhỏ sức yếu đất đến con đất đến tham thì tự mình ở chân mình, cái đầu tiên là nói chuyện là làm thế nào là giảm rủi ro rõ ràng, cái đầu tiên là cái việc làm thì phải vừa sức mình đó. Có thể làm cái rất to cái đầu rất to nhưng mà phải chia cái đầu rất to đấy thành khúc công việc vừa sức mình. Đấy là cái mối lý là như thế, làm đầu dứt điểm đấy và cố là dứt điểm thì sẽ có một cái sản phẩm gì đấy bàn giao mà khách hàng không từ chối được, cái đấy là cái mà ví dụ này ví dụ là triển khai hệ thống rất là to rất nhiều phần hệ ABCD khách hàng muốn cả cái tổng thể, còn mình thì không có đủ sức làm tổng thể thì không có đủ 4 team để làm 4 phần hệ, mình có 2 team thôi, nghĩa là trong một thời điểm mình chỉ có thể triển khai được hai phần hệ thì phải tiếp xúc với khách hàng trước lợi chuyện bàn giao một phần hệ rồi mình mới làm ra thế xem đến sau là
đã là hợp đồng mới chính là thỏa thuận, và đã thỏa thuận thì nghĩa là người ta phải chấp nhận cái mình đưa ra đúng không, cái offer của mình đúng không, người ta chấp nhận offer của mình thì mình phải làm người ta hiểu, người ta chấp nhận offer thì làm cách nào đấy là mình dạy người ta một mua bằng hai nha, hay là mình xỏ vốn mình thôi biết người ta, hay là nhân kế hay là gì ra đấy, nó chấp nhận cho mình, gọi là để phòng ngừa rủi ro một cách tối đa nhé. Cái thống kê hồi nãy đấy là tôi các bạn về cái software software technology của failure rate software, và cái thấy là kể cả những cái dự án mà chưa làm nhỏ ra là ở trai kìa, quá nửa quá nửa thất bại sẽ bỏ luôn, và cái hàng to luôn tốt quá cho người khác không làm được đâu. Các dự án mới còn thành công thế chắc chắn là cái này ra nó chỉ chiếm 80% thôi. Đấy, và những cái tượng mà chúng ta cũng nói là những dự án mà trong số dự án bị fail mà vẫn tiếp tục thì quá nửa là ngân sách đội lên 200%. Thế nên đã chọn cái nghề này mình đen rồi, đã bán được này là mình đen rồi, hợp đồng phần mềm cầm chắc về. Có cái chữ bỏ hay là ở thế nào, chữ ý ở đấy rõ ràng là chuyện lựa chọn của mỗi người đúng không đấy. Thế bây giờ mà hỏi thì ở đây có ông già thâm niên lâu nhất là ông Minh, không hỏi mình ở rồi cái khác ở đây có ai, có ai có thể trả lời là tại sao đứa này vẫn còn đi làm mình? Tại sao giờ này vẫn đi làm mình? Ừ. Thực ra là nếu mà hỏi câu này thì tôi nghĩ là bây giờ nếu mà hỏi bây giờ hỏi thì có nhiều người sẽ băn khoăn rồi, cái này có rủi ro thế sao mình vẫn làm. Nếu trước khi nghe tôi chém gió và hỏi thì có thể trả lời được là anh em chưa bỏ thì mềm thì không biết là nó chủ đó này, còn cái bài hỏi tôi là tại sao, thế tại sao anh vẫn đi làm mềm thì tôi trả lời anh, tôi trả lời là bởi vì tôi có thể kiểm soát được 9 phần 10 rủi ro trong cái này. Tức là còn đi làm mềm nhá, hoặc là không biết là có rủi ro, hoặc là có thể rủi ro gì. Còn nếu mình biết là có rủi ro và mình không thể kiểm soát rủi ro nên không làm mềm nữa. Chúng ta ngày nào đi thôi, ngày nào đi. Cái này phải nhanh nhá. À, câu hỏi chúng ta nói chuyện bản thân thì đúng là câu hỏi này trước trước cái buổi này hỏi thế làm thế nào để không để tương thích với lại tuân thủ với người ba người nói rồi người ba chả chi thế đâu chả như thế đâu cái khốn nạn đó cũng này này cái khốn nạn đấy là cái này cái gọi là bí mật kinh doanh, cái đấy là cái bí mật kinh doanh ấy mới là cái đối tượng cần bảo mật mà cần gìn giữ cho con người mắc bệnh cần phải đứng đầu trong đơn mất kinh doanh của khách hàng ấy. Tại sao? Từ các bí mật nói chung là đã được quy định và bảo vệ bí mật với nhau là quy định đơn sinh tồn, nhưng mà bí mật kinh doanh ấy đó quy định về thêm về luật sở hữu trí tuệ, cái bảo bí mật kinh doanh
Nếu mà kinh doanh nó đơn giản tối đa là cái cách người ta kiếm ra tiền, cái cách người ta kiếm ra tiền, cái đấy là bí mật kinh doanh người ta. Thế thì khách hàng khi ký hợp đồng với mình thì thông thường trước đấy họ cứ đi vào khảo sát, họ yêu cầu là ông ơi ký tôi cái NDA không tiết lộ thông tin bí mật kinh doanh của tôi không, bất kỳ người nào cả, mặc dù chúng mình chưa thành công, ông chưa có gì tôi thì tôi cả, tôi chưa trả được nào tiền cả, thì tôi lại đi lên. Sau đấy khi mà hai bên thành hợp đồng thì họ sẽ đưa những điều khoản như đây và trong những khoản hợp đồng đó, các cái điều khoản bí mật này là những kinh doanh và những cái cách mà họ kiếm ra tiền là phải được bảo mật. Nếu họ phát hiện ra rằng mình làm lộ cái cách họ kiếm tiền, cách kiếm tiền có nhiều thứ nhiều khi là phải rất rối nó bao la lắm, chứ như là quy trình sản xuất từ đút cái phôi vào máy này đúng ra cái máy khác đấy, đấy. Đấy. Trong khi thiên hạ đều phải qua ba đấy, có ba công đoạn thì tôi chỉ cần hai công đoạn thôi, đấy cái này nếu mình làm lộ ra thì mình có thể chứng nghiệm nhá, họ người cùng đền bù tại ca luôn, tại ca luôn. Tuy nhiên là họ yêu cầu thì mình cứ đồng ý thôi, đấy là quyền của họ. Tuy nhiên đấy, bản thân trong luật sở hữu trí tuệ người ta cũng nói mình chỉ có nghĩa vụ bảo vệ các bí mật kinh doanh nếu như những bí mật kinh doanh đấy vào cái đối tượng của mình, còn nếu mình lấy được bằng cách khác, tức là không phải tôi lấy từ ông này mà tôi lấy từ ông kia, ông kia ông này chẳng liên quan đến mình, tôi lấy được cái bí mật giống hết cái ông này đang gìn giữ, và tôi cầm bí mật kia tôi đi công bố, tôi có bằng chứng chứng minh là tôi lấy của ông kia là của ông này, tôi phải qua cái đề mình ấy. Hoặc là với phần mềm nhé, nếu tôi dùng phần mềm ông này đưa phần tôi xong nói là phần mềm này tức là thuật toán bên trong là bí mật này, nếu mà tôi đem tôi là để tôi reverse engineer nó, tôi disassembly đi nó, tôi convert được nó nào được đổi được nó thành mã nguồn, và từ mã nguồn đến đọc quá của ngoài thì tôi không vi phạm gì hết nhé, thì cái đấy là mình được quyền, là có khách hàng thì được quyền làm của mình, mình chuyển giao người ta phần mềm phần mã hóa rồi người ta bằng cách nào đấy người ta giả mã được, người ta đọc ngược được cái trang số code của mình, người ta biết được bí quyết của mình trong, người ta công bố để ra ngoài, người ta chứng minh được rằng đây không phải tôi xà vào server của thằng kia để lấy, và tôi dùng phần mềm mà nó bán cho tôi đấy, tôi được rồi suy nghĩ cái suy nghĩ nó ra ra được cái thuật toán của nó không như thế. Có cái mà thực ra công ty của người Việt Nam gặp rất nhiều đấy, là tôi nghĩ là một cái thói quen không hay thế nào cả, bây giờ nhiều người được việc pháp luật tôi kể chuyện này. Năm có ông bạn ở Singapore qua ông bảo nó làm kiếm tao với thằng nó xuất sinh ấy. Tao có nhu cầu làm quản lý hợp đồng gặp khách hàng cao cosmetics mỹ phẩm cao, nên là hỏi ông là thế trong phí bao nhiêu, khách hàng trả tao 60.000 đô mỹ. Đó, cái số ngàn thì nói cái bữa thiệu ra giới thiệu đó có Thủy Vân thôi. Thủy Vân xem suy em đi thi trả lọt với ông xem suy cũng bị PMA rồi còn một sâu sắc như thế. Thế là ông này ông đi ông tour vào trong tuổi em bảo đại nam đang chào ông thuyền tao về đi công ty mình tự làm cái vui lắm đó, cái này mình cũng đi luôn, mình cũng đi làm cái việc nào là khỏe từ yêu cầu có cái khối bên là cao, tại sao phải thuê mọi người đi làm, thì ông nói là tao đi gặp 6-7 thằng với thì tao thì tất cả thằng đấy đều đưa phương án và sẽ dùng open source dùng PHP hoặc là Dotnet gì đấy để xây dựng hệ thống, xong đấy customize để làm yêu cầu của người ta. Tôi hỏi tôi là thế thì có gì sai, tôi nhìn mình bảo mày không biết có gì sai cả, không không phải đấy thì sai
chữ y nó chắc mày quá nhiều tiền thôi. Không, chúng mày chắc béo lắm, tính tiền cao nhất chỉ 30.000, nhưng mà thế thì mà không quên mày ngồi không ăn học 30.000 thôi, mày không quên mày quên một đấy là thế là tất cả thể định mình đến năm về năm sau tôi qua Singapore gặp hẳn thì hẳn mới ở đây còn về nó nói mày lên làm thuê của đội Ấn Độ sang người làm cho mình về chi phí trong một năm mất 100.000, nhà trả 60.000 nhá, thuê cái kia 100.000 đấy. Mà rồi chối mắt mà 30.000 đô chi phí để lời ra mà tôi không muốn, tôi sẵn sàng ở trong ngàn đô ra để 6.000 đô không không thế nào cả, cái sản phẩm mạng đấy không phải hệ thống quản lý hợp đồng, cái app builder cái quản lý hợp đồng còn là cái application xây ở trên app builder người ta thêm chân đó. Vấn đề là cái application đấy ông thì bán cho khách hàng cao ấy, 5.000 đô thôi, còn cái quyền sử dụng cái app Google cái platform ấy 55.000, nhưng khác nhau là cái license cho cái platform mỗi năm cao domestic trả cho 22% theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, 22% của 55.000 mà không ấy phải làm bất kỳ gì cả, không hợp đồng bảo trì, không bảo hành, không gì hết, không update, không gì hết. Chừng nào còn dùng đấy cả trả tiền. Tại sao? Bởi vì cái application mà cao như một thuê ông làm sở hữu trí tuệ là của nó, thì trong đấy bao gồm các quy trình quản lý của nó, rất có thể bao gồm cả bí mật kinh doanh của nó. Nó không được sờ vào, nhưng cái platform là của ông nó mới trả tiền. Và có một cái chúng ta sẽ nói là có một cái practice mà là hay anh em Việt Nam là làm việc cho khách hàng này, mình lấy bài toán mình lấy mô hình mình đem về mình đi bán hàng khác, mình vi phạm trắng trợn IP khách hàng, sở hữu trí tuệ khách hàng, nếu khách hàng người ta biết trong đấy luôn có nhận vào hoặc là mình không những là đền bù dân sự đâu mà còn hình sự đấy. Thế nên là khi mà nói chuyện pháp lý cho đồng ấy, thì nó liên quan đến nhiều thứ mà liên quan đến giải pháp, liên quan đến mô hình kinh doanh, liên quan đến cả những cái gì và cái việc hạn chế rủi ro khi giao kết hợp đồng là nó là một cái việc rất tổng thể từ cấp trên cùng trở xuống, cũng không phải chỉ nằm ở chỗ và mấy người phát triển đấy. Điều bạn về đó con quá rồi. Bây giờ tôi năm giới rồi, năm giới thì thời gian chúng ta cũng nhiều lắm, hôm nãy giờ nói nhiều lắm cũng khoảng một bây giờ thì nhá, bây giờ những cái ra chị Giang thậm chí còn nói chuyện là cô đã xa đến 4 ngày rồi, cái cô cũng cho lý cái chỗ để anh chị em cho đổi nặng với đồng ký. Thế thì có cái địa chỉ đăng ký kia đây rồi nha, anh chị em nào còn muốn tôi nói đề này cô sẽ lưu ý cái thì em đấy là đừng coi cái việc hiểu biết đăng ký này là việc của người làm pháp chế hay là của văn phòng, có người đứng đầu công ty, người làm tài chính của công ty và những người triển khai dự án cho khách hàng rất nên biết, rất nên biết để có thể phối hợp với nhau để thành viên giảm rủi ro cho các hợp đồng, tăng được cái số tiền lấy về đều hơn và giảm nguy cơ là khách hàng rũ được sự lợi. Thì này đó anh chị em mà thứ nhất là anh chị em quan tâm đến hội đăng ký là đến đăng ký rồi. Thứ hai là quan trọng câu lạc bộ nào thì cũng phải có ban chủ nhiệm để quyết định được hoạt động. Vinasa sẽ không cử người chạy câu lạc bộ mà anh chị em sẽ phải chạy và yêu cầu các anh chị em cần hỗ trợ gì thì Vinasa
từ chương trình về nội dung về gì những người đã làm cho công này phải là do anh chị em chạy với nhau. Cho nên tôi đề nghị là ở đây có hai báo có thể xung phong là đứng của ban chủ nhiệm đồng thời của hội này. Mình sẽ làm cho đến lúc mình gom đủ số lượng thành viên để mình quy định được cái luật chơi chung của bộ và có thể gồm ban chủ nhiệm chính thức. Đó thế nên ai anh chị em nếu có đăng ký vào câu lạc bộ quân bí có thể đề vào đấy. Đấy, ai sẵn lòng tham gia ban chủ nhiệm đồng thời thì tùy do bạn. Bây giờ thì thế bây giờ tôi bảo giơ tay đi ai là chủ nhiệm đi chắc không ai giơ tay đâu hay là có rồi thế là không rồi thì nhắc cái này cho em là cân nhắc chuyện rồi tham gia rồi nhá và thứ hai là nếu tham gia thì nghĩ xem mình có đứng ra làm chủ nhiệm không đúng của ban chủ nhiệm không. Rồi chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ những kiến thức rất là hữu ích về pháp luật đầu cho các doanh nghiệp phần mềm ạ. Vâng, và cảm ơn các anh chị đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, và anh Nam ơi và các anh chị ơi thì em có thể là mời anh chị lên cùng chúng ta có thể cùng nhau chụp một bức ảnh để có thể là lưu lưu giữ lại kỷ niệm ngày hôm nay được không ạ? Vâng, chúng ta chụp một bức ảnh một bức thôi để chúng ta có thể là bắt mình có thể di chuyển về em bé anh Nam và với các anh chị chúng ta có thể là cùng nhau lên để chụp một bức ảnh nhé.